Xin thân ái kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Sống Khỏe hôm nay chúng tôi xin nói về công dụng của cải bẹ xanh. Cải bẹ xanh là loại rau được dùng nhiều trong các món ăn gia đình hàng ngày vì cải bẹ xanh có chứa nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho cơ thể và cũng dùng để chữa bệnh. Cải bẹ xanh còn có tên gọi khác là cải xanh, cải canh, cải cây, là một loại cây thuốc quý. Cây thảo sống hàng năm, thân nhẵn cao từ 40 đến 60 cm, rễ trụ ít phân nhánh, lá mọc từ gốc có màu xanh đậm hoặc màu nõn chuối, lá hình trái xoan tù, có cuống lá, có cánh với 1 tới 2 cặp tay lá, phiến lá hơi có hoặc không có hình răng cưa, dài 1 m, rộng 60 cm. Lá ở thân đơn giản hơn, các lá phía trên hình ngọn giáo dài 5 cm, rộng từ 5 đến 10 mm. Cả lá và thân đều có vị cay hơi đắng. Hoa có màu vàng nhạt, xếp thành chùm dạng ngù, cao 1 đến 1,5 cm. Quả cải dài từ 4 đến 5 mm, mở thành các van lồi, có đường gân giữa rõ. Hình hạt hình cầu, có mạng màu đen đen, dài 2 mm. Thành phần hóa học của cải xanh. Trong cải xanh có chứa nhiều vitamin A, B, C, K, chất xơ, caroten, albumin, axit nicotinic. Ngoài ra, trong hạt cải xanh còn chứa tinh dầu béo từ 30 đến 38%, tinh dầu 2 đến 9%, chất nhầy. Dầu béo có chứa nhiều axit béo. Loại dầu này sau khi được ép từ hạt sẽ dùng để làm mù tạt. Theo đông y, cải bẹ xanh có vị cay, tính ôn, có tác dụng giải cảm hàn, thông đờm, lợi ích. Hạt cải bẹ xanh có vị cay, đắng, tính ấm, giúp thông đờm, an thần, tiêu thủng và giảm đau. Tác dụng của cải bẹ xanh: hỗ trợ tiêu hóa và chống táo bón. Do chứa một hàm lượng chất xơ cao kèm theo chất nhầy trong cải bẹ xanh, sẽ hỗ trợ nhu động ruột, kích thích tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Thanh nhiệt: trong các loại rau có màu xanh, cải xanh là rau tác dụng thanh nhiệt cao nhất. Vào mùa nắng nóng, dùng cải bẹ xanh nấu nước uống hoặc nấu canh ăn hàng ngày có tác dụng giải nhiệt rất tốt. Hỗ trợ điều trị bệnh gút. Bệnh gút được hình thành là do một chế độ ăn uống giàu năng lượng từ các nguồn thực phẩm như hải sản, nội tạng động vật, gây ứ đọng axit uric, bổ sung vào thực đơn món ăn như cải bẹ xanh nấu thịt bằm, cải bẹ xanh xào nấm, là một cách giúp đào thải axit uric ra ngoài, phòng trừ bệnh gút rất hiệu quả. Hoặc có thể dùng cải xanh tươi giã nát và đắp vào chỗ đau. Trị viêm khí quản: dùng 10 gram hạt cải bẹ xanh sao thơm, 10 gram hạt cải củ sao thơm, cho vào đun cùng với 600 ml nước cho đến khi còn 300 ml, chia uống 3 lần trong ngày. Trị viêm họng: lấy hạt cải bẹ xanh giã nhuyễn, thêm một ít nước và khuấy cho sền sệt. Dùng hỗn hợp này đắp vào phần yết hầu rồi băng cố định lại trong vài tiếng. Chữa đau khớp: dùng hạt cải bẹ xanh giã nhuyễn trộn cùng với bột mì rồi đắp lên chỗ đau cho đến khi chỉ còn hơi cảm giác tê tê. Chữa đau dạ dày, lạnh, đau kèm theo nôn: dùng 3,5 gram hạt cải bẹ xanh tán bột uống cùng với rượu hâm nóng, mỗi ngày uống 2 lần. Chữa ho hen, đờm suyễn ở người già: lấy 10 gram hạt cải bẹ xanh, 10 gram hạt tía tô và 10 gram hạt cải củ, sắc lấy nước uống hoặc tán bột uống mỗi lần từ 4 đến 5 gram, uống từ 2 đến 3 lần trong ngày. Chữa đơn độc sưng tấy: dùng hạt cải bẹ xanh tán nhỏ trộn với giấm rồi dùng làm cao dán đắp ngoài. Chữa mụn nhọt: dùng cải bẹ xanh nấu nước uống hoặc ép lấy nước uống trước khi mùa nóng đến để tránh nổi mụn, có thể áp dụng cho cả trẻ em và người lớn. Tốt cho tim mạch: trong cải bẹ xanh có hoạt chất kiềm chế cholesterol hấp thụ và thải ra ngoài theo phân, từ đó hỗ trợ và ngăn ngừa các bệnh tim mạch. Tăng cường hệ miễn dịch: cải xanh có chứa một lượng vitamin C dồi dào, chính vì vậy việc ăn thường xuyên rau cải bẹ xanh sẽ cung cấp vitamin C cho cơ thể, làm tăng sức đề kháng và phòng được nhiều bệnh về hô hấp.
một số món ăn và chữa bệnh từ cải bà xanh. Chữa chứng ho khan, ho lâu ngày hoặc phong thấp nhức mỏi, cá rô đồng nướng và gỡ lấy thịt, cải xanh thái nhỏ, cho cả hai nấu canh, thêm gừng tươi và gia vị vừa ăn. Trị ho thở dốc, ho có đờm, đau nhức tức ngực, sườn do huyết ứ. Lấy rau cải xanh nấu canh cùng với phổi heo và thịt heo, thêm gia vị vừa ăn. Lợi sữa dưỡng thai, hầm nhừ chân heo, chân giò heo, cho cải bè xanh thái nhỏ và thêm gừng, nấu canh ăn. Trị bệnh viêm gan, vàng da, men gan tăng. Cải xanh, muối, thành dưa chua, ôm mềm cùng với cá chép, ăn với cơm. Chữa viêm tiết niệu, tiểu khó, tiểu đục. Cải bè xanh thái nhỏ, ngao luộc lấy nước và thịt, phi thơm hành khô, cho thịt ngao vào xào sơ và đổ nước vào nấu sôi. Rồi cho rau nấu vừa chín tới thành canh ăn. Lưu ý khi dùng cải bè xanh, những người bị suy tuyến giáp thì không nên ăn rau cải xanh. Rau cải xanh có nhiều vitamin C nên khi nấu phải đậy nắp và không để rau chín kỹ sẽ làm mất khá nhiều chất dinh dưỡng trong rau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chúc quý vị và các bạn được nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.